Thưa quý vị, quân đội Ukraine đã công bố một bước tiến đáng kể trong công tác phát hiện và theo dõi mục tiêu quân sự của Nga bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine phụ trách số hóa Katerina Chernohorenko cho biết, nền tảng AI mang tên Avengers đang giúp Ukraine xác định khoảng 12.000 đơn vị thiết bị quân sự của đối phương mỗi tuần. Được phát triển bởi Trung tâm Đổi mới của Bộ Quốc phòng Ukraine, nền tảng Avengers có khả năng tự động phân tích video từ máy bay không người lái và camera cố định, Hệ thống này có khả năng lọc ra các hình ảnh khả thi, giúp xác định vũ khí và thiết bị quân sự của Nga. Sự đổi mới này không chỉ tăng cường khả năng phát hiện, mà còn cho phép các chiến sĩ đưa ra quyết định nhanh chóng, đồng thời giảm thiểu sai sót do mệt mỏi trong quá trình theo dõi. Nền tảng Avengers là một sản phẩm độc nhất vô nhị trên toàn cầu, với khả năng xử lý khối lượng lớn dữ liệu video để xác định thiết bị của đối phương. Cheno Horenko nhấn mạnh, bà cũng cho biết thêm rằng đội ngũ phát triển đang tiếp tục mở rộng khả năng của nền tảng, bao gồm cả việc tích hợp các yếu tố AI vào máy bay không người lái và mở rộng khả năng lưu trữ đám mây. Trong suốt hơn 2 năm chiến tranh, cả Nga và Ukraine đều đẩy mạnh việc ứng dụng AI để cải thiện hiệu quả chiến đấu, Cả hai bên hiện đang phát triển các máy bay không người lái có khả năng tự động xác định, khóa và tấn công mục tiêu mà không cần sự can thiệp của con người, một cuộc cách mạng trong công nghệ quân sự có thể so sánh với sự xuất hiện của súng máy trong các cuộc chiến trước đây. Ngoài ra, AI cũng đang được sử dụng để phân tích thông tin tình báo từ đối phương công ty mỹ palantir Technologies nổi tiếng với các giải pháp công nghệ đã cung cấp cho ukraine phần mềm ai để xử lý hình ảnh vệ tinh từ đó giúp quân đội ukraine nắm bắt hướng di chuyển của lực lượng nga và đánh giá thiệt hại trên chiến trường với những nỗ lực này ukraine đang không ngừng nâng cao khả năng của mình trong cuộc chiến với nga tạo ra những lợi thế quyết định trong bối cảnh căng thẳng hiện tại ở một diễn biến khác tại vùng Omsk, Nga đã xảy ra một vụ việc gây xôn xao dư luận khi hai thiếu niên 16 tuổi đã đốt cháy một chiếc trực thăng Mi-8 trên lãnh thổ của một căn cứ không quân. Theo thông tin từ TASS, một trong hai thiếu niên đã thừa nhận rằng mình hành động theo chỉ đạo của một kẻ lạ mặt đã liên lạc qua ứng dụng Telegram và hứa sẽ trả 20.000 mỹ kim cho nhiệm vụ này. Sự việc diễn ra vào tối ngày 21 tháng 9 tại sân bay quân sự Omsk Severny hai thiếu niên đã lén lút xâm nhập vào khu vực bảo vệ, ném chai chứa hỗn hợp dễ cháy vào trực thăng, quay video lại và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Kết quả là cabin và toàn bộ phần đầu của trực thăng Mi-8 đã bị thiêu rụi, trong khi giá trị của một chiếc trực thăng mới loại này lên tới hơn 5 triệu Mỹ Kim. Theo thông tin, hai thiếu niên có thể đã được tuyển mộ thông qua ứng dụng nhắn tin, nhưng sau vụ đốt cháy, họ đã biến mất mà không thực hiện lời hứa và xóa bỏ các cuộc trò chuyện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án về tội danh khủng bố theo Điều 281 Bộ Luật Hình sự Nga. Hai thiếu niên có thể đối mặt với án phạt lên đến 20 năm tù giam. Đáng chú ý, thông tin cho biết chiếc trực thăng bị cháy đã được thanh lý. Kênh Baza đã công bố video ghi lại cảnh bắt giữ hai thiếu niên. Trong video, ít nhất 7 nhân viên an ninh đã đập cửa xông vào căn hộ, ép hai thiếu niên xuống sàn nhà và tiến hành thẩm vấn trong tư thế quỳ với tay bị còng sau lưng. Đây đã là vụ việc thứ hai xảy ra trong vòng 2 tuần qua. Trước đó, vào đêm 11 tháng 9, hai thiếu niên 13 và 14 tuổi cũng đã phải nhập viện sau khi đốt cháy một chiếc trực thăng Mi-8T tại sân bay Noyapsk. Các em đã thừa nhận rằng cũng nhận được lời đề nghị qua Telegram và hứa sẽ được trả hơn 54.500 USD cho hành vi này. Chiếc trực thăng bị cháy thuộc việc công ty hàng không UTA với giá trị hơn 3 triệu Mỹ Kim. Thông tin cho biết, hai thiếu niên này đã đột nhập vào khu vực bảo vệ thông qua một lỗ hổng trên hàng rào, trong khi cha của một trong hai thiếu niên này đang tham gia chiến tranh chống Ukraine. Trước đó, một tòa án tại San Petersburg đã kết án hai học sinh 15 tuổi, Yegor và Atemi Doronin, với án tù từ 2 đến 4 năm về tội khủng bố do nhóm người tổ chức. Các thiếu niên này bị buộc tội đã đốt cháy một tủ điều khiển tín hiệu tại ga tàu điện Lata, gây thiệt hại gần 10 đô la. Trong một chiến dịch thành công, các thủy quân lục chiến Ukraine đã bắt giữ binh lính Nga tại tỉnh Kursk. Video ghi lại cảnh bắt giữ này đã được đăng tải trên trang chính thức của Hải quân Ukraine trên mạng xã hội X, cho thấy sự khéo léo và quyết tâm của lực lượng Ukraine trong việc thực hiện các nhiệm vụ quân sự. Chiến dịch được thực hiện bởi Tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến 501, một đơn vị nổi tiếng với khả năng thực hiện các hoạt động tấn công. Theo các hình ảnh được công bố, các binh lính Nga hoàn toàn bất ngờ và không chuẩn bị để kháng cự. Điều này cho thấy lực lượng Ukraine đã có sự vượt trội về trang bị và quân số trong tình huống này. Hơn nữa, trong quá trình hoạt động tại tỉnh Kursk, lực lượng phòng thủ Ukraine đã có sự gia tăng đáng kể trong số lượng tù binh. Phần lớn những người bị bắt là các tân binh và Ukraine dự kiến sẽ tiến hành trao đổi họ để giải phóng các lực lượng phòng thủ Ukraine hiện đang bị giam giữ trong tay Nga. Tiểu đoàn thủy quân lục chiến 501 đã tích cực tham gia vào các chiến dịch tấn công và bảo vệ các vị trí mà quân đội Ukraine đã chiếm giữ. Như đã được đưa tin trước đó, các binh sĩ của tiểu đoàn 501 đã ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga tại làng Vistnevka thuộc tỉnh Kyivska. Theo nhà nghiên cứu Osin Esahid, bộ binh Nga đã cố gắng tiến vào làng Vistnevka nhưng không có sự hỗ trợ của các phương tiện bọc thép. Trước đó, vào tháng 8 năm 2024, trong quá trình hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine tại tỉnh Kursk, hàng trăm binh lính Nga đã đầu hàng. Nhà phân tích quân sự Glass Litter cho biết tính đến ngày 12 tháng 8, quân đội Ukraine đã bắt giữ ít nhất 265 binh lính Nga. Chiến dịch này không chỉ khẳng định sức mạnh và quyết tâm của quân đội Ukraine trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga, mà còn cho thấy khả năng khai thác các cơ hội quân sự hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện cho việc trao đổi tù binh trong tương lai. Thưa quý vị, dù Nga đã tăng cường lực lượng quân sự tại vùng Kursk lên gấp 5 lần, nước này vẫn chưa thể kiểm soát được biên giới với Ukraine, theo nhận định của chuyên gia quân sự và chính trị Alexander Kovalenko. Cuộc phản công của Nga ở khu vực này kéo dài suốt một tháng rưỡi, không đạt được kết quả đáng kể nào. Trái lại, Nga đã mất nhiều khu vực chiến lược quan trọng về phía đông của Kodainavo. Thay vì đạt được những bước đột phá lớn, lực lượng Nga lại mất quyền kiểm soát một phần khu vực gần đường sắt và nhiều vị trí quan trọng khác như khu vực xung quanh Veselo thuộc huyện Glaskov. Đây là khu vực được xem là tuyến đường tiềm năng dẫn đến chính trung tâm Glaskovo, nơi quân đội Ukraine đã tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát vào cuối tháng 9. Theo Kovalenko, trong ngày 23 tháng 9, lực lượng Ukraine đã tiến thêm một bước phá vỡ thêm một đoạn biên giới Nga, chứng minh Nga vẫn không thể bảo vệ hiệu quả ranh giới của mình. Quân đội Ukraine hiện kiểm soát một khu vực rộng khoảng 1.100 đến 1.300 km vuông tại tỉnh Kursk của Nga. Mỗi khi lực lượng Nga có động thái tiến quân, Ukraine lại tiến lên ở một hướng khác, khiến Nga không thể ngăn chặn các cuộc tấn công từ phía Ukraine. Kovalenko nhấn mạnh, quân đội Nga không thể khống chế các đợt tiến công của Ukraine bất chấp sự tăng cường quân số mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, các lực lượng Nga đang cố gắng tiến hành các cuộc phản công, nhưng việc này lại gây phân tán nguồn lực của họ quân đội Nga không thể cùng lúc đối phó với các đợt tấn công của Ukraine trên nhiều mặt trận. Theo dự đoán của chuyên gia quân sự Kovalenko vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, Nga có thể sẽ rơi vào tình thế khó khăn khi các nguồn lực ngày càng cạn kiệt, khiến họ gặp nhiều thách thức hơn nữa trong việc bảo vệ lãnh thổ. Kovalenko cũng cho biết cuộc chiến này đã gây ra nhiều thiệt hại cho cả hai bên, nhưng Ukraine vẫn tiếp tục giành được những lợi thế chiến lược. Vào cuối tháng 9, quân đội Ukraine đã tấn công thành công một kho quân sự của Nga tại tỉnh Tiver, đánh dấu một trong những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tăng cường lực lượng quân đội nhằm đối phó với tình hình chiến sự đang ngày càng khó khăn. Theo Kovalenko, động thái này là dấu hiệu cho thấy Moscow đã nhận thức rõ cuộc khủng hoảng đang đến gần. Với những thất bại liên tiếp của quân đội Nga, việc Nga không thể kiểm soát biên giới với Ukraine bất chấp nỗ lực tăng cường quân sự là minh chứng rõ ràng cho thấy thế trận đang dần nghiêng về phía Kyiv. Một làn sóng phản đối đã bùng nổ trên truyền hình Nga khi Vladimir Solodov, một nhân vật truyền thông nổi tiếng, ám chỉ khả năng lật đổ Tổng thống Vladimir Putin. Điều này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công vào khu vực Kursk nằm ở biên giới phía tây nước Nga. Trong một chương trình phát sóng, Zoloyev bàn về tình hình tại các khu vực biên giới Nga, nơi Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công và lập luận rằng cần có biện pháp mạnh mẽ để đối phó với các cuộc tấn công mà ông gọi là khủng bố. Zoloyev đặc biệt kêu gọi xử tử các thành viên thuộc mạng lưới Navalny, ám chỉ những người ủng hộ và lãnh đạo đối lập Alexei Navalny, người đã qua đời trong tù vào tháng 2 năm 2024 tại một trại cải tạo ở Bắc Cực. Tuy nhiên, điều khiến chương trình này trở nên đặc biệt gây tranh cãi là khi Solovyov phát biểu về việc từ chức là cần thiết sau cuộc tấn công của Ukraine vào ngày 6 tháng 8. Điều này đã gây ra sự phẫn nộ từ các khách mời, bao gồm Andrei Gurulyov, thành viên Duma quốc gia Nga. Mặc dù không rõ Solovyov đang ám chỉ về việc từ chức của các quan chức khu vực biên giới hay của chính quyền cấp cao, nhưng những lời nói này đã châm ngòi cho tranh luận sôi nổi. Theo hãng thông tấn độc lập Agency News, Hiểu lầm này bắt nguồn từ việc các khách mời nghe Solovyov nhắc đến từ Ostavka, có nghĩa là từ chức. Tuy nhiên, có thể Solovyov thực sự đang nói về Stavka, một thuật ngữ chỉ cơ quan quân sự tối cao của Nga thời tiền cách mạng từng được sử dụng trong Thế chiến thứ nhất. Mặc dù sự nhầm lẫn về thuật ngữ này có vẻ hợp lý, nhưng phản ứng mạnh mẽ của các khách mời cho thấy sức ảnh hưởng mà Putin vẫn duy trì ở Nga, đồng thời ám chỉ rằng khả năng ông bị lật đổ hoặc từ chức là khó xảy ra. Từ khi nắm quyền vào năm 2000, Putin đã nhiều lần thay đổi chức vụ giữa tổng thống và thủ tướng. Với Dmitry Medvedev, vào năm 2021, ông đã ký luật cho phép tiếp tục giữ chức vụ tổng thống cho đến năm 2036. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, ông Putin gần như không gặp đối thủ và giành chiến thắng với hơn 88% phiếu bầu. Theo Trung tâm thăm dò ý kiến Levada, tỷ lệ ủng hộ ông Putin đã tăng từ 69% vào tháng 1 năm 2022, lên 83% sau khi Nga xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, cái chết của Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo nhóm Wagner sau cuộc nổi dậy thất bại vào tháng 6 năm 2023 và sự ra đi của Alexei Navalny, người chỉ trích chính quyền Putin vào đầu năm 2024, đã loại bỏ hai đối thủ chính của tổng thống. Dù vậy, cuộc xâm lược Ukraine với tổn thất lớn về nhân mạng và thiệt hại kinh tế do các lệnh trừng phạt quốc tế đã gây ra áp lực lên chính quyền của Putin. Sự chỉ trích đối với Putin ngày càng gia tăng khi quân đội Ukraine tiến sâu vào khu vực Kursk, chiếm khoảng 500 dặm vuông lãnh thổ Nga. Đầu tháng 9, Yevgeny Fyodorov, một nhân vật lãnh đạo Duma quốc gia, đã công khai chỉ trích Điện Kremlin vì hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc tấn công từ phía Ukraine, đồng thời đặt câu hỏi về tính xác thực của tuyên truyền từ phía chính quyền. Ông cho rằng quân đội Nga cần nhanh chóng đánh bại lực lượng Ukraine để giữ vững hình ảnh của mình trong nước. Cuộc khủng hoảng này cùng với sức ép trong và ngoài nước đang thử thách sức mạnh và sự kiên nhẫn của Tổng thống Putin trong việc giữ vững quyền lực trước những bất ổn và chỉ trích ngày càng tăng. Trong bối cảnh chiến tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, câu hỏi về ý nghĩa thực sự của các lằn ranh đỏ mà Kremlin đặt ra đã gây tranh cãi trong giới chuyên gia Tổng thống Vladimir Putin dường như không lo ngại mất đi uy tín trên trường quốc tế, ngay cả khi phương Tây ngày càng tiến gần đến các quyết định quan trọng về hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Trong khi đó, Washington vẫn tỏ ra e ngại trước việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Kyiv, vốn có khả năng đánh sâu vào lãnh thổ Nga. Ở Nga, lo ngại gia tăng khi một số chuyên gia nhận định rằng nếu Putin tiếp tục phớt lờ những giới hạn mà chính ông đã vạch ra, phương Tây có thể mạnh tay hơn trong tương lai, Cụ thể, trong vòng 2 năm tới, phương Tây có thể cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công trực tiếp vào Kremlin, trụ sở quyền lực của Nga. Điều này sẽ đánh dấu một sự leo thang căng thẳng chưa từng có trong cuộc chiến hiện tại. Trong quá khứ, khi NATO cung cấp xe tăng, thiết giáp và máy bay cho Ukraine, Kremlin đã đưa ra những lời đe dọa mạnh mẽ, bao gồm cả việc tấn công các căn cứ của NATO. Tuy nhiên, như nhiều nhà quan sát đã chỉ ra, lời đe dọa này chỉ dừng lại ở mức tuyên bố mà không có hành động cụ thể nào được thực hiện. Theo các chuyên gia, ngay cả khi phương Tây đồng ý cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, khả năng Điện Kremlin thực hiện các biện pháp trả đũa mạnh mẽ vẫn là rất thấp. Điều này có thể làm dấy lên sự hoài nghi trong nội bộ Nga về khả năng giữ vững quyền lực của Tổng thống Putin trong tương lai, đặc biệt khi chiến tranh kéo dài và gây ra thiệt hại nặng nề cho quân đội Nga cũng như nền kinh tế nước này. Trong khi Nga đang gặp nhiều khó khăn, Tổng thống Iran đã lên tiếng kêu gọi cả Kiev và Moscow ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, cả Ukraine và Nga đều chưa có dấu hiệu sẵn sàng nhượng bộ. Tóm lại, dù Putin tiếp tục duy trì quyền lực trong nước, áp lực từ cả trong và ngoài Nga đang gia tăng, những gì mà Điện Kremlin gọi là lằn ranh đỏ có thể sẽ tiếp tục bị phương Tây thử thách và cách Tổng thống Putin ứng phó với tình hình sẽ là yếu tố then chốt quyết định tương lai của cuộc chiến. Và tiếp tục chương trình là một số tin vắng đáng chú ý khác. thưa quý vị theo báo cáo mới nhất từ viện nghiên cứu chiến tranh isw tình hình chiến sự tại ukraine đang diễn biến phức tạp với những thay đổi đáng kể trên nhiều mặt trận đáng chú ý nhất là thành công của quân đội ukraine afu trong việc giành lại một số vị trí chiến lược tại khu vực phía tây bắc svatovo thuộc tỉnh luhansk các hình ảnh được địa phương hóa cho thấy afu đã tái chiếm được một số vị trí dọc theo các dải chắn gió phía tây kislovka trong khi đó, tại tỉnh Donetsk, lực lượng Nga được ghi nhận có những tiến triển nhỏ ở nhiều khu vực. Đáng chú ý là việc họ tiến sâu hơn vào trung tâm thị trấn New York, dọc theo các đường phố Obrosev và New York. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đạt được những tiến bộ hạn chế ở phía đông và đông nam Borosko, tiến về phía bắc Nova Alexandrovka, đến rìa phía nam của Krutaya và phía tây Mikhailivka. Tại khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine, cụ thể là tại quận Kluskovsky thuộc tỉnh Kursk của Nga, AFU tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào ngày 22 tháng 9. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác nhận về việc giành được thêm lãnh thổ. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố AFU đã tấn công gần Novibud, Obudkovka và Medvedev, trong khi các nguồn tin Nga của ISW báo cáo về các cuộc tấn công gần Obudkovka, Meryevka, Loknia và Bledkovo. Trên mặt trận phía đông Ukraine, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn tại tỉnh Kharkiv, đặc biệt là quanh khu vực Lobovoye và Volchansk. Một sĩ quan Ukraine hoạt động tại mặt trận Kharkiv cho biết, quân đội Nga đang chuyển sang thế phòng thủ trong khu vực này và đang điều động các tân binh Stamzy cùng các cựu thành viên của tập đoàn Wagner đến đây. Tại tỉnh Zaporizhia, quân đội Nga tiếp tục có các nỗ lực tấn công vào ngày 22 tháng 9, tập trung vào khu vực xung quanh Guliai Pole ở phía đông và khu vực gần Robotne, Novodanilovka Danilovka ở phía tây của tỉnh. Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào xác nhận về việc giành được thêm lãnh thổ. Đáng chú ý, AFU đã thực hiện một cuộc tấn công hỏa tiễn nhắm vào một mục tiêu quân sự không xác định của Nga tại Crimea bị chiếm đóng vào tối ngày 21 tháng 9. Các nguồn tin Nga tuyên bố, hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn được một hỏa tiễn Ukraine không xác định, trong khi các phương tiện truyền thông đối lập Nga báo cáo về hoạt động gia tăng của hệ thống phòng không Nga gần Dzhankoy bị chiếm đóng. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trong ngày 22 tháng 9 đã xảy ra 121 cuộc đụng độ trên toàn mặt trận, với các trận chiến ác liệt nhất diễn ra tại các hướng Boroskoy, Kurakov và Kubanskoy. Tướng Oleksandr Bavliuk, tư lệ lực lượng lục quân Ukraine báo cáo rằng, trong tuần qua, AFU đã loại khỏi vòng chiến đấu 8.620 quân nhân Nga, phá hủy 224 hệ thống pháo và 159 xe bọc thép của đối phương. Tình hình chiến sự tại Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, với cả hai bên đều ghi nhận những thành công và thất bại trên các mặt trận khác nhau. Điều này cho thấy cuộc chiến vẫn còn xa mới kết thúc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi sát sao và phân tích kỹ lưỡng các diễn biến trên chiến trường. Trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn đang diễn ra căng thẳng, cộng đồng quốc tế đang bắt đầu thảo luận về tương lai của mối quan hệ với Nga và cấu trúc an ninh châu Âu sau khi chiến tranh kết thúc. Hai nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong chính trường châu Âu, Tổng thư ký Hội đồng châu Âu Alain Burset và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây đã đưa ra những nhận định quan trọng về vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh tương lai diễn ra trong khuôn khổ đại hội đồng liên hợp quốc ông alan berset nhấn mạnh vai trò then chốt của hội đồng châu âu trong việc buộc nga phải chịu trách nhiệm về tội ác xâm lược ông cho biết tổ chức này đã thiết lập sổ đăng ký thiệt hại một công cụ quan trọng để ghi nhận và đánh giá những tổn thất do nga gây ra tại ukraine đây được xem là bước đi đầu tiên hướng tới việc xây dựng một cơ chế bồi thường quốc tế berset cũng khẳng định hội đồng châu âu sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc thành lập và vận hành tòa án xét xử tội ác xâm lược Ông nhấn mạnh rằng, tòa án nhân quyền châu Âu hiện là cơ quan tài phán quốc tế duy nhất đang đưa ra phán quyết về các vi phạm nhân quyền trong bối cảnh cuộc chiến này. Những nỗ lực này thể hiện quyết tâm của châu Âu trong việc bảo đảm công lý và trách nhiệm giải trình đối với những hành động của Nga tại Ukraine. Trong khi đó, tại một sự kiện ở Paris, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề cập đến nhu cầu tái cấu trúc trật tự quốc tế sau chiến tranh ông nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét lại mối quan hệ với nga và hình dung một hình thức tổ chức mới cho châu âu macron chỉ ra rằng trật tự quốc tế hiện tại được hình thành sau thế chiến thứ hai đã trở nên không đầy đủ và bất công không phản ánh được thực tế địa chính trị đương đại tổng thống pháp kêu gọi một trật tự mới trong đó các quốc gia không thể phủ quyết lẫn nhau và tất cả đều được đại diện một cách công bằng trong các tổ chức quốc tế như liên hợp quốc ngân hàng thế giới và quỹ tiền tệ quốc tế Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một hệ thống quốc tế công bằng hơn, phản ánh được thực tế của thế giới hiện đại. Những phát biểu này cho thấy một xu hướng đang hình thành trong tư duy chiến lược của các nhà lãnh đạo châu Âu. Một mặt, họ quyết tâm buộc Nga phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình tại Ukraine. Mặt khác, họ cũng nhận thức được nhu cầu tái cấu trúc trật tự quốc tế để tạo ra một môi trường an ninh bền vững hơn trong tương lai. Tuy nhiên, quá trình này chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Sự khác biệt trong quan điểm giữa các quốc gia châu Âu về cách tiếp cận với Nga sau chiến tranh có thể gây ra những bất đồng. Ví dụ, trong khi nhiều nước kiên quyết yêu cầu Nga phải chịu trách nhiệm, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán lại đề xuất khôi phục quan hệ ngoại giao với Moscow. Bi kịch làm sao cho bà lão ở trên, khi mà giới mafia cầm quyền ở Nga vốn không quan tâm những người dân thấp cổ bé họng như bà nghĩ gì. Mà thay vào đó, họ làm tất cả những gì có thể để cứu vãn quyền lực và thể diện. Trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng quân số tại mặt trận Ukraine, Nga đã khởi động một chiến dịch tuyển mộ tình nguyện viên chưa từng có tiền lệ. Thông tin này được tiết lộ bởi kênh Telegram nổi tiếng VCHK OGPU được cho là có liên hệ với các cơ quan tình báo Nga. Theo nguồn tin này, toàn bộ nước Nga hiện đang chìm ngập trong làn sóng tuyên truyền điên cuồng về nghĩa vụ quân sự. Chiến dịch tuyển mộ được triển khai rộng rãi trên nhiều phương tiện truyền thông, từ truyền hình, báo chí đến các bản quảng cáo ngoài trời và thậm chí cả các máy bán vé tàu điện ngầm. Ngoài ra, nhân viên các văn phòng tuyển quân còn được bố trí tại các địa điểm đông đúc để kêu gọi người dân ký hợp đồng tham gia quân đội. Những người đồng ý tham gia cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt được hứa hẹn những khoản tiền thưởng khổng lồ theo tiêu chuẩn Nga cùng nhiều đãi ngộ hấp dẫn. Đáng chú ý, theo thông tin từ những người đã ra mặt trận, chỉ huy một số đơn vị còn phát động chiến dịch đi một người kéo theo bạn bè. Theo đó, binh sĩ nào thuyết phục được người khác ký hợp đồng tham chiến có thể được cấp phép nghỉ phép lâu ngày hoặc thậm chí được trao thưởng. Chiến dịch tuyển mộ quy mô lớn này phản ánh hai vấn đề quan trọng. Thứ nhất, Nga đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng quân số tại mặt trận do tổn thất lớn. Nguồn cung cấp binh lính cho các cuộc tấn công thịt băm đang cạn kiệt nhanh chóng. Thứ hai, điều này cho thấy Điện Kremlin đang miễn cưỡng trong việc công bố một đợt động viên mới. Các chuyên gia nhận định rằng, việc tuyên bố một đợt động viên mới không chỉ có nguy cơ gây ra bất ổn xã hội trong nước, mà còn có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế Nga, vốn đã suy yếu. Chiến dịch tuyển mộ hiện tại được xem như một giải pháp thay thế nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho cuộc chiến xâm lược Ukraine mà không cần phải viện đến các biện pháp cưỡng chế quy mô lớn. Tuy nhiên, hiệu quả của chiến dịch này vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Trong bối cảnh thông tin về tổn thất nặng nề của quân đội Nga tại Ukraine ngày càng lan rộng, việc thu hút đủ số lượng tình nguyện viên cần thiết có thể là một thách thức không nhỏ đối với chính quyền Nga. Điều này có thể buộc Điện Kremlin phải cân nhắc các biện pháp quyết liệt hơn trong tương lai gần nếu tình hình không được cải thiện. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine ngày càng leo thang, Vương quốc Anh đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc hỗ trợ Kyiv chống lại Moscow. Thông tin mới nhất từ UK Defence Juno cho thấy London đang tích cực sử dụng các máy bay do thám tiên tiến để thu thập thông tin tình báo về các cuộc tấn công của Nga và chia sẻ nhanh chóng với Ukraine thông qua mạng lưới NATO. Theo một cựu sĩ quan không quân Hoàng gia Anh, mặc dù chính thức các thông tin tình báo thu thập được chỉ được chia sẻ trong nội bộ NATO, nhưng trên thực tế, một số quốc gia thành viên nhanh chóng chuyển tiếp những dữ liệu quan trọng này cho Ukraine. Điều này cho phép kỹ phản ứng nhanh hơn trước các cuộc tấn công sắp tới của Nga, nâng cao đáng kể khả năng phòng thủ của họ. Anh quốc đang sử dụng máy bay trinh sát RC-135W Rivetron cho nhiệm vụ này, được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon. Boeing RC-135 là máy bay do thám chiến lược, được trang bị các cảm biến hiệu suất cao, có khả năng thu thập dữ liệu về bức xạ điện tử từ hệ thống thông tin liên lạc và radar của đối phương. Tuy nhiên, hoạt động này không phải không có rủi ro. Vào mùa thu năm 2022, một máy bay chiến đấu số 27 của Nga đã phóng hai hỏa tiễn về phía một máy bay do thám của Anh trên Biển Đen. Mặc dù sự cố này được cho là hiểu nhầm mệnh lệnh và Bộ Quốc phòng Nga đã xin lỗi, nhưng đó đã khiến Anh tăng cường các biện pháp an ninh cho các nhiệm vụ trinh sát của mình. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Anh David Lamy gần đây đã bày tỏ quan điểm về việc cho phép Ukraine sử dụng hỏa tiễn tầm xa Storm Shadow của Anh để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Ông Lamy nhấn mạnh rằng đây là thời điểm quan trọng đòi hỏi thần kinh và lòng dũng cảm, cũng như sự kiên nhẫn và bền bỉ từ các đồng minh hỗ trợ Ukraine. Ngoại trưởng Anh cũng cảnh báo rằng những thách thức của cuộc chiến ở Ukraine sẽ trở nên sâu sắc và khốc liệt hơn, đặc biệt là vào cuối năm 2025 và 2026. Ông tiết lộ rằng, Kyiv và các đối tác đang thảo luận về những nguồn lực bổ sung cần thiết cho quân đội Ukraine trên chiến trường, nhưng từ chối đi vào chi tiết để tránh cung cấp thông tin cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh có những đồn đoán rằng Hoa Kỳ và Anh có thể sẽ bí mật cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Có khả năng Washington và London sẽ công bố quyết định này sau khi những hỏa tiễn đầu tiên đã tấn công các mục tiêu trên đất Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận rằng vấn đề tấn công tầm xa vào Nga sẽ được thảo luận trong chuyến thăm sắp tới của ông tới Hoa Kỳ, nơi ông sẽ gặp tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo thế giới khác. Bên cạnh đó, tình hình chiến sự tại Ukraine đã chứng kiến sự leo thang đáng kể với 162 cuộc đụng độ được ghi nhận trên 11 hướng của mặt trận. Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, lực lượng xâm lược Nga đã đẩy mạnh các hoạt động tấn công, đặc biệt là tại khu vực Borosko và Kurakov, nơi đã xảy ra tổng cộng 63 cuộc tấn công của địch. Đáng chú ý, quân đội Nga tiếp tục sử dụng bom dẫn đường hàng không UAB để tấn công vùng Kursk, nơi lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến hành chiến dịch quân sự. Trong 24 giờ qua, khu vực này đã phải hứng chịu 16 cuộc không kích với 27 quả bom dẫn đường được sử dụng. Trên các mặt trận khác, tình hình cũng diễn biến phức tạp tại hướng Kharkiv đã xảy ra 7 cuộc đụng độ gần Volchansk và Tikhi. Hướng Kibensk chứng kiến 16 cuộc tấn công của địch, trong khi hướng Liman ghi nhận 13 cuộc tấn công bị đẩy lùi. Tại Kramatorsk, quân đội Ukraine đã ngăn chặn 12 nỗ lực của đối phương nhằm phá vỡ phòng tuyến. Đặc biệt căng thẳng là tình hình tại hướng Porosk, nơi lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 35 cuộc tấn công của địch. Tại đây, quân Nga tập trung nỗ lực chính vào các khu vực như Krasnaya, Vodizdenka, Novotoresk, Godovka, Novogradovka, Zelidovo, Marinovka, Mirolyubovka và Mikhailovka. Mặc dù phải đối mặt với áp lực tấn công mạnh mẽ từ phía Nga, lực lượng vũ trang Ukraine vẫn duy trì được khả năng phòng thủ hiệu quả và gây tổn thất đáng kể cho đối phương. Theo số liệu từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, chỉ trong 24 giờ qua, phía Nga đã mất thêm 1.330 quân nhân, nâng tổng số thương vong của họ kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược lên khoảng 643.750 người. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng tiêu diệt được 280 đơn vị thiết bị quân sự của Nga, bao gồm 16 xe tăng, 30 xe bọc thép chiến đấu, 81 hệ thống pháo binh, 2 hệ thống phóng rocket đa nòng, 71 máy bay không người lái cấp chiến thuật tác chiến và 79 xe cơ giới. Những con số này phản ánh cường độ cao của các cuộc giao tranh và mức độ tổn thất đáng kể mà cả hai bên đang phải gánh chịu. Tuy nhiên, chúng cũng cho thấy khả năng phòng thủ kiên cường của Ukraine trước sức ép từ quân đội Nga. Trong bối cảnh này, việc Nga tiếp tục sử dụng bom dẫn đường hàng không tại vùng Kursk càng làm gia tăng lo ngại về khả năng leo thang. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về chiến lược gia hạn của Moscow và khả năng duy trì cường độ tấn công cao như hiện nay của họ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay trên kênh The Saigon Post. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý vị sức khỏe và bình an. Quý vị đừng quên bấm nút like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh quý vị nhé. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.